Ở trên thế gian này, như trong Hoàng Nguyên Quán nói, thị hiện bốn đức của mình, bốn đức xưng tánh. Thứ nhất, tùy duyên diệu dụng. Ở nơi thế gian này, tùy duyên không phan duyên. Phật pháp tại thế gian là giáo dục, cần phải có nhận thức thấu đáo. Giáo dục là sư đạo, chỉ dẫn lai học bất dẫn dạng giáo. Đây là lời của cổ nhân. Vì sao vậy? Vì đến cầu học. Là họ có tâm chân thành cung kính. Nghĩa là nói họ đầy đủ điều kiện để cầu học. Ta không dạy là có lỗi với họ. Tổ sư Ấn Quang thường nói, một phần thành kính được một phần lợi ích. Họ chỉ có một phần thành kính, ta dạy họ một phần, không cần dạy hai phần. Hai phần thì sao? Họ tiếp thu không nổi, chỉ có thể tiếp thu một phần. Còn như 10 phần thành kính, vậy thì dạy họ 10 phần. Nếu dạy họ 9 phần, không xứng đáng với họ. Người ta tâm thành kính 10 phần, quý vị dạy họ có 9 phần thiếu, ta nợ họ 1 phần. Đến đó dạy, bây giờ mời thầy về nhà dạy. Trong nhà có tiền, có thế lực, cha mẹ mời thầy giáo về nhà dạy. Tâm tôn trọng thầy không nhiều. Người thầy này, quý vị thấy, do ba tôi mời họ nên họ đến. Nói họ đi thì họ đi, không có tâm cung kính. Không có tâm cung kính, họ không học được gì cả. Có đến cũng uổng công. Khi ta đến làm tăng trưởng ngạo mạn của họ, tăng thêm tội nghiệp cho họ, vậy là sai. Cho nên chỉ hỏi đến học, không hỏi đến dạy. Đây là đại từ đại bi. Đây là sư đạo. Ngày nay sư đạo không còn. Người thầy thật sự có lương tâm không còn. Điều đầu tiên của tứ đức, tùy duyên diệu dụng. Có tâm chân thành muốn học, không thể không giúp họ. Giữ vững nguyên tắc của chư vị thánh hiền. Ở đây không có Phật pháp, chúng ta thấy chúng sanh ở đó nhân duyên thuần thuộc, không ai khởi thịnh. Ta thấy như vậy, ta đến đó sẽ có người tiếp thu. Lúc này phải đến đó dạy. Không phải trong tình huống này không thể đến dạy.
quán cư, tùy căn cư để bàn pháp. Lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài làm tấm gương tốt cho chúng ta học tập. Chúng ta cần phải nhớ, cần phải hiểu. Nếu không sẽ cô phụ Đức Phật Thích Ca.